Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho chị bạn một số dòng xe, ví dụ như là Exciter 155, rồi một vài mẫu xe Raider, xe Kia nữa. Chị đồng hành với thị trường hôm nay thì có Luyến hỗ trợ giới thiệu không, mà Luyến ạ. Hello cả nhà nhé, thì hôm nay sẽ quay trở lại báo giá cho cả nhà xe mới nhất của dòng Ed 155 phiên bản 2023 và 2024 cho cả nhà luôn. Như mọi người thấy Luyến đang đứng rất là nhiều mẫu Ed 155 đẹp luôn ha. Liên hệ đặt lần liền ngay cho Luyến sẽ nhận ngay 2 triệu đồng mua xe đi lại kèm thêm một combo và tặng trị giá 3 triệu đồng. Con số hotline của Luyến là 0905299064 nhé. Liên hệ liền ngay cho Luyến để biết thêm chi tiết nha. Đầu tiên là về mẫu Ed 155 thì đi từ bên đây qua đi. Có rất là nhiều màu về phiên bản 2023 trước nhé. 23 có màu trắng đỏ này. Trắng đỏ này hoặc là màu em này gọi là xám xi măng, xám băng đỏ. Đúng rồi, xám băng đỏ. Ở còn phía bên là màu zin màu mới à? Đúng rồi, như em con này là đúng rồi, mẫu 24. 24 thì có màu đỏ với lại màu vàng này, là hai phiên bản cao cấp và tiêu chuẩn nha. Thì để báo giá 24 trước đi. 24 như em phiên bản màu vàng này là phiên bản màu zin nha cả nhà, màu zin chính hãng của hãng ra luôn, có phiên bản chiều quá thường nha. Mức giá hiện tại của em này đang hỗ trợ chỉ có 45.900 thôi. Liên hệ trước giảm 2 triệu còn 43.900, trả trước cho Luyến duy nhất 5 triệu đồng thôi là sở hữu xe rồi nhé. Ok. Rồi. Mẫu 2023 thì nãy em nói là giá là 23 thì tại có mức giá chỉ có 42.900 đến 44.900, trả trước cũng chỉ cần 5 triệu thôi là sở hữu xe. Có sơn độ theo cầu luôn, anh chị em mình muốn sơn độ màu gì cứ nhắn tin riêng qua số Zalo của Luyến nha. Ok. Rồi, báo nhanh về dòng xe Kia đi em. Dạ, xe Kia hiện tại bên em nó có mức giá chỉ có 44.900 nha, trả trước cho em Luyến chỉ cần 5 triệu thôi. Liên hệ đặt lịch trước giảm 2 triệu, có ship xe toàn quốc nha. Sonic thì sao em? Sonic thì có mức giá chỉ có 51.900 đến 53.900 nha cả nhà. Liên hệ ngay cho Luyến để nhận ngay ưu đãi nhé. Rồi ok, thì đó là giá xe á. Anh em nào mua dòng nào thì mình chụp lại màn hình á, mình nhắn tin qua Zalo á. Còn ở đây chủ yếu là mình quay lướt thôi nha mọi người. Còn về màu zin rồi thì cứ nhắn tin thì Luyến hỗ trợ cho ha. Rồi cảm ơn chị bạn đã xem clip ạ. Xin chào.